我承认我自卑，我真的很怕黑，每到黑夜。bây giờ mình và người yêu mình sẽ xuống nhà và bắt đầu là thuê xe để đi dạo phố, xong là ngắm cảnh để xem là ở Đà Nẵng có những cái món ăn gì và những cái địa điểm gì hay nhá anh em nhá. Đèn Hà Lang anh em bạn ấy, thì ở đây anh em thấy là rất là đẹp, anh em cho anh em xem khung cảnh ở đây thì toàn là thuyền với cả ra cho đây người ta thả Hà Lang rất là nhiều luôn anh em ạ. Hello, xin chào cả mọi người. Hiện tại là mình với người yêu mình đang có mặt tại Đà Nẵng anh em ạ. Thì bây giờ là mình vừa mới bắt đầu là thay đồ và bắt đầu là chuẩn bị lên đồ để đi dạo phố anh em ạ, để xem là Đà Nẵng có những cái gì nhá. Bây giờ mình và người yêu mình sẽ xuống nhà và bắt đầu là thuê xe để đi dạo phố, xong là ngắm cảnh để xem là ở Đà Nẵng có những cái món ăn gì và những cái địa điểm gì hay nhá anh em nhá. Bây giờ bắt đầu mình và người yêu mình sẽ đi. Bắt đầu mình và người yêu mình sẽ đi nhá anh em nhá. Ok, let's go. Đây, người yêu mình hôm nay rất xinh gái anh em ạ. Đây. Nào được không? Tới chân. Chân còn không tới anh em ạ. Nào đi đi. Ôi trời, đổ. Thôi xuống. Thôi lại đem vào đây giờ này, một phát là bụi rậm bây giờ đấy. Em đi đi, không ngại không? Để tôi lại biết giờ để cho bà cứ bà lại like, nhưng mà có khi là tôi hồi sau mai tôi về quê tôi để ngồi đấy. Không đâu, đi đi ra anh em nhìn nhá. Lên xe. Lên xe anh em ơi. Bây giờ là tôi đã. Anh em ơi. Anh em ơi, thì bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài Hội An nhá. Đây, để xem là ngoài đấy có con ghẹ nào không, có gái không, anh em ra đây tận gái anh em ạ. Ui. Đi. Chào mọi người, thì hiện tại Thư và Kiên đang ở Hội An nhá. Hey, anh em ạ, ở đây rất là nhiều thuyền. Cảnh siêu đẹp, siêu đẹp luôn. Đây đủ luôn anh em ạ. Nhưng mà ở đây nhìn các ngôi nhà người ta nhìn đẹp nhỉ. Nhà kiểu nhà có bốn anh em ạ, nhìn rất là bộng mơ ấy. Mưa rồi. Chết rồi. Hội An đón tôi bằng một cơn mưa. Mưa rồi anh em ơi. Cố lên, tối về tối trả công cho. Tối về làm track chứ. Ok, tối về làm track. Tối về tôi sẽ trả công Kiên Chổi bằng một track các bạn ạ. Thế thì ai giải thích? Ok anh em ạ, đấy đang đi xe dạo phố nhưng mà thì đấy mưa anh em ạ. Thế là tạt luôn vào quán để ăn mì quảng. Để ăn thử xem là mì quảng ở Đà Nẵng nó có ngon ở ngoài Bắc nhá. À, đâu, anh sẽ bảo ngon ở ngoài Hà Nội không? Ok, Thư đang mua kem cuộn anh em ạ. Có được không anh? Xoài vị quất với gì nhỉ? Xoài vị quất với cả là rau ạ. Thư đang làm gì đấy? Mình đang đi mua kem. Kem gì? Mua kem cuộn. Đang đi mua kem cuộn anh em ạ. Anh em nào mà ăn kem này chưa? Có ai thích ăn không để Thư mua mang về cho này. Ok, rất là nhiều người luôn.
Dâu không ăn đâu. Thôi, ăn dâu đi. Dâu không ăn. Ờ, ăn dâu đi. Vì thuốc vậy, xin đi. Vì thuốc vậy, chúng lấy màu đi, lấy màu đi đúng không? Thì quốc cho em một thịt quốc. Rồi. Mít vị không anh hay là chỉ một vị? Cái này có phần mít đặc biệt. Mình tư tình của mình đâu anh. Mình tư tình của kiếp trộn. Mình tư tình của kiếp trộn. Sướng nhỉ? Ăn trộn tiền kiên trộn không? Không nhỉ? Ừ, anh ngủ. Ui, sợ lắm. Tên tên ăn. Ui. Đó, đó, mẹ mua đó. Làm đi. Ăn được miếng xong không? Đấy. Thư đang ăn kem anh em ạ, kem cuốn. Không? Ăn đi. Lần đầu tiên ăn kem này đúng không? Ngon. Ăn vị lạ lạ. Hả? Ăn thịt lạ. Dạ. Nhưng mà ngon đúng không? Thì hoa cá sáng ngon không? Ngon. Cô bỏ tiếng đi. Để tối con mới đi. Dạ, đi ra nó bấm cửa này. Ngon không? Ngon. Siêu ngon luôn mọi người nha. Mọi người đến Hội An nhớ ăn kem này nha, kem cuộn nha. Như nào nhỉ? Nghe. Như nào nhà nữa phải biết luôn. Anh em nhà phải có nóc anh em nhá. Nhà có nóc không? Anh nên. Dạ em mời anh. Mời lại. Em mời anh Kiên. Ừ. Ngoan. Ngoan thì tối về còn thưởng cho anh em ạ. Không ngoan là tối về là xử lý. Hai cái. Ừ. À một cái thôi. Dạ. Ừ. Rồi mọi người kiên trời đang mua bánh chuối. Mình đang đi mua bánh chuối thử ăn xem nó ngon không. Ok anh em nhá, thì là hiện tại là Kiên đang ở dưới thuyền chỗ Hội An anh em ạ. Đấy, thì là bây giờ Kiên đang chuẩn bị là thẻ thả đèn ga lăng anh em ạ. Đấy, thì ở đây anh em thấy là rất là đẹp anh em, cho anh em xem khung cảnh ở đây thì toàn là thuyền với cả ta, cho đây người ta thả ga lăng rất là nhiều luôn anh em ạ. Thì tính là bây giờ Kiên sẽ chuẩn bị là thả ga lăng để cho anh em cùng xem nhá. Kiên chuẩn bị cho vào một cái nhá. Vâng. Để vào một cái này. Đi lên đây. Đây thả cho cái này. Đây thả. Đây em ơi. Mà thằng ngã đây. Đây. Bước lên đây. Chứ quay sợ anh em ạ. Đấy run. Không phải run. Đấy. Đây anh em ơi. Thì là bây giờ là mình sẽ thả lại cua không? Có, ước đi. Ước thì anh em ước có gì vậy? Trong nhà có thư không? Ấy, bơi rồi anh em ơi. Bơi. Đây này, anh em ơi, nhìn này, đây con cá nữa này. Cái này của ai đây? Nó rất là nhiều à, kia nữa. Rồi, đây bên cái này của Thư này. Ok anh em ơi, bây giờ đến lượt cho Phạm Thư thả anh em ạ. Đây, thả đi. Ước đi. Rồi. Chưa? Ước lâu thế anh em ạ. Đấy. Rồi. Bơi rồi. Không chưa? Thôi, đã đứng ngoài đấy nhá. Không để ai vào đâu. Ôi đi vào. Ok anh em ạ. Bây giờ là mình với Thư lại phải lên tí nữa anh em mình lại phải lên trên trên phố. Kia lên đi đâu ấy bạn? Đi
phố của Hội An. Ờ, dạo phố nhá, đi lên dạo phố nhá. Ở trong phố có những gì? Ok nha.